xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nó Mát Miền Tây. Dạ, hôm nay chúng ta đi qua đến phà Thuận Giang và sang bên Phú Tân nha cả nhà ơi. Ở đây là bến phà Thuận Giang của huyện Chợ Mới nè. Phía trước màn hình của chúng ta là chỗ đó mình mua vé nha. Và còn tất cả mọi người đang còn chờ phà nè, chờ chuyến phà cập bến nữa thì là mình mới xuống, mình sang bên Phú Tân được nha cả nhà. Để chút xíu nữa thì tôi sẽ ghi hình tiếp cho cả nhà mình xem nha. Tối quá chắc bị hơi tối, cả nhà thông cảm ha. Được biết thì bến phà Thuận Giang này đưa bà con mình sang Phú Tân, thì bến phà này nằm trên dòng sông Tiền nha cả nhà. Tôi muốn làm một lộ trình để đưa bà con mình đi từ Thuận Giang, bến phà Thuận Giang từ phía Chợ Mới qua bên Phú Tân, để cho bà con mình, những người xa quê xa xứ từ lâu chưa không tiện, không có dịp để về thăm lại quê hương, thì hay là những nơi bà con ở nơi xa muốn về đến đến cúng viếng ngày lễ 18 tháng 5 Đình Tổ thì chúng ta biết đường mà đến nha. 18 tháng 5 thì ngày cúng đại lễ đó thì đã qua rồi. Dạ, bên tổ đình thì đã qua rồi. Bây giờ tôi muốn vòng quanh một lượt lộ trình để cho bà con mình nhìn thấy bên huyện Phú Tân, nơi bên
đây thì tôi không biết gọi là cồn hay cù lao nữa cả nhà. Nhưng mà Phú Tân nằm ở giữa như vậy đó, có nhiều bến đò để đưa bà con mình sang sông. Ví dụ như là đò Năng Gù nè, đò Thuận Giang nè, thì cũng đưa bà con mình đến được Phú Tân nha cả nhà. Phía trước màn hình của mình đó thì là bến phà bên Phú Tân nha cả nhà ơi. Chỉ ít phút nữa thôi thì chúng ta sang bên kia Phú Tân rồi. Thì tôi sẽ mở máy ghi hình lại lộ trình mình đến và đến sang phà Chợ Giàm nha cả nhà. Mình sẽ làm một lộ trình từ phà Thuận Giang Chợ Mới ha, sang bên Phú Tân, sang bên huyện Phú Tân, và đến từ bến phà Thuận Giang mình đến bến phà Chợ Giàm sang bên Đồng Tháp nha cả nhà ơi. Buổi sáng thì trên dòng sông thật là yên bình ạ. Không có mặt sông thì cũng im lặng nè, không có gợn sóng nhiều ha cả nhà. Không khí thật là êm đềm mát mẻ à. Tôi thì cũng không phải tôi thì cũng không am hiểu về địa lý những khu vực quê hương tôi thật, nhưng mà tôi đi đến đâu tôi muốn làm lộ trình để cho bà con mình những nơi xa đến cúng viếng như An Hòa Tự hay là Tổ Đình vân vân thì cái đường mà đến chỉ có vậy thôi ạ. Còn nếu như mà tôi hướng dẫn có sai sót hay là sai sót trong sự hướng dẫn hay trong lời nói thì cũng mong cả nhà mình thông cảm cho tôi ha. Rồi chúng ta sắp đến bến phà bên Phú Tân rồi cả nhà ơi. Một buổi sáng ở vùng quê thật là yên bình. Một khung cảnh, một bức tranh đồng quê thật là đẹp ha cả nhà ha. Tôi cũng rất tự hào vì mình là một người con của quê hương An Giang, cho nên là tôi đi đến đâu quê hương mình dù nghèo hay là những phố thị sang trọng, tôi cũng muốn gửi đến những thức phim đến với bà con mình xa gần để biết nhiều hơn về An Giang. Tôi thấy một chiếc phà từ bên Phú Tân cũng rời bến này cả nhà ha. Còn cái chiếc của mình đang đi đây thì cũng chuẩn bị sắp sửa cập bến rồi. Để tôi đợi cho bà con chạy lên, tôi sẽ ghi cái hình cái cảnh bà con mình chạy lên phà bến phà cho cả nhà xem nha. Tôi có lẽ tôi sẽ là người cuối cùng lên sau. Điều kiện hơn sẽ bắt những chiếc cầu xa nối liền hai bờ thì những chiếc phà này sẽ là những chiếc phà kỷ niệm ha cả nhà ha, sẽ còn trong ký ức. Tôi chỉ nói như vậy thôi chứ còn nếu như vậy thì cũng buồn lắm đó. Đôi khi ở miền sông nước á, có những chiếc phà, chiếc thuyền, chiếc đò cũng rất là hay ạ. Khung cảnh này chỉ có ở vùng quê sông nước thôi nha cả nhà, chứ ở phố thị thì cũng hiếm hoi có những chiếc phà như vậy lắm nè. Có đâu ha. Rồi để tôi ra phía trước nha, tôi ghi hình bà con mình chạy lên cho cả nhà xem nha.
cả nhà. Nếu mà rẽ phải thì mình đi về tổ đình nha cả nhà. Còn rẽ trái theo vòng xoay này, mình rẽ trái thì mình đi về chùa An Hòa Tự nha. Xây dựng kiến thiết rất là khang trang sạch đẹp cả nhà. Còn đây là những công trình đang thi công nè, để tiếp tục kiến thiết xây dựng thêm. Dạ. Vì vậy mà tôi muốn gửi những cái phim này đến cho bà con mình xem, thấy quê hương của mình bây giờ thay đổi nhiều lắm. Kia là những đống đất bừa bộn đó là đang thi công nha cả nhà. Công nhân đang thi công để xây dựng thêm cho sạch đẹp đó. Thank you.
và đến vòng xoay này cũng vậy, mình cũng đi thẳng luôn nha cả nhà ơi.
chợ nhỏ thôi, chợ chỉ bán cho khu vực này thôi, cho nên là cũng nhỏ chứ không có lớn cả nhà. Những chợ nhỏ nhỏ bán ở khu vực thì không có lớn.
giờ cũng khá lâu rồi đó. Đường với tâm trạng không được vui cả nhà ơi, bởi vì con Miu nhà mình á, bé chó Miu nhà mình á bị người ta bắt cóc mất tiêu rồi cả nhà, từ hồi tối hôm qua không thấy, từ lúc 2 giờ đầu giờ chiều đó, 2 giờ trưa chiều đó thì mình có người đến nhà thu tiền mạng wifi đó, thì là mình thấy vẫn còn nghe chó sủa nha, nghe chó Miu sủa nha, nhưng mà rồi chiều lại cái lo lay quay cơm nước rồi cái mình cũng quên không để ý cái thường ngày á cả nhà. Thì tới chừng mà chiều lại 4-5 giờ thấy nó hay quanh quẩn với mình giờ không thấy, và số
suốt đêm hôm qua cũng vậy, đi tìm đi kiếm mà không có. Cả nhà con chó rất là ngoan, nó khôn lắm luôn á, chó Miêu á, mà nó rất là to nha, rất cỡ 30 kg rồi á, bị người ta bắt mất tiêu rồi cả nhà. Nhà ai cũng buồn hết trơn á. Cho nên phải nói thật lòng là mình mà đi đâu ra đường mà mình thấy những cái nơi mà bán thịt chó, thịt cầy, hay là những người mà đi ăn trộm như vậy đó, ăn trộm chó đó, thật là mình chỉ muốn lên án thôi cả nhà ơi. Bây giờ còn người bán là sẽ còn người ăn trộm đó cả nhà ha, còn người bán thịt cầy là sẽ còn người ăn trộm chó. Bởi vì họ ăn trộm để họ bán đó cả nhà, cho nên bữa nay tâm trạng mình cũng không được vui. Không biết các bạn có xem những cái clip trước của mình không, mình có quay bé Miêu bắt chuột đó, và những cái clip nhỏ nhỏ bé Miêu cũng hay ăn bánh đồ đó, dễ thương lắm cả nhà, rất là khôn luôn á. Chuyện không vui đến trong công việc như thế này, mong cả nhà cũng bỏ qua cho mình nha. Rồi mình bước qua thị trấn Chợ Giàm rồi nha cả nhà. Như vậy là mình cũng gần đến bến đò Chợ Giàm rồi đó. Nói là lộ trình này nó cũng khá dài, cho nên nãy giờ mình cầm máy thấy mỏi tay á cả nhà.
lâu tới thị trấn Chợ Giàm rồi mà chạy hoài sao chưa thấy tới ta? Bến phà này là từ bên Phú Tân nha. Bến phà Chợ Giàm này từ bên Phú Tân nè. Đó, hồi nãy mình mua vé mình đi xuống nữa ha. Rồi chiếc phà mình đang đi nè. À, còn chút xíu nữa mình qua bên kia là Đồng Tháp đó cả nhà. Nha. À, chút nữa qua tới bên đó thì nếu mà tiện thì mình sẽ ghi hình tiếp cho cả nhà xem, còn nếu không thì thôi ha. Xin tạm biệt cả nhà, mình xin dừng máy và xin tạm biệt cả nhà ở đây nha. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng với tôi trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Giờ đây xin hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip sau ha. Xem video, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.